Rồi, xin chào quý anh chị cũng như quý bà con nông dân nha, đến với kênh Nông Dân TV của mình. Thì hiện tại thì mình đang ở cái chuồng bò của cái trại bò của ông Tạo Hoàng Phi, tiếp tục ra một cái clip nữa cho quý bà con tham khảo. Thì cái dàn bò này cũng mới về, thì bò xuống cũng đông. Thì phía trong đó, trong chuồng đó thì có khách họ đang xem bò đó. Khách họ đang xem bò. Thì mình thực hiện cái clip này là để cũng như là mình quay cái cảnh là bò lên xe cũng như giao về hộ gia đình nha mọi người. Đây là mọi người có thể tham khảo những con bò đây, và có nhu cầu thì cứ liên hệ mua. Đang xem bò nha. Ở đâu? Anh biển không? Ở trong sông Gò là con anh biển không ạ? À? Ở đấy đâu có ai ánh cho mình anh biển đấy. Biết là nãy giờ chị quằn quằn mà không biết là ưng ý với con nào chưa, không biết. Thấy nãy giờ đi quằn quằn đó là cũng thích lại cái con đây, thích lại con hồng hồng bông bông đỏ đỏ đấy, đứng cái chỗ con đấy. Đây bông này, bông này đẹp nha. Đó. Có lẽ là họ chọn bông đó rồi. Vậy là mua được rồi nha quý vị. Mua được rồi ạ. Chuẩn bị chở đến lên xe là chở về nhà giao thôi. Trong trong bác hả? Vậy là máu mua đây không? Máu mua hay sao? Hay mua được chút hả? À? Mua nùi lân bán hết chứ. Bán. Mua quay đợt lúa vô đầu hả? Tôi mua ông bò cũng nhiều điều quá ba bơ cũng mua lại ra nhưng chưa mua cái tiền ghét lắm hả? Ngon nhá không? Tiền đeo dở nuôi canh cũng chưa? Ờ chị sao? Quan trọng mình nuôi ấy. Thằng muốn lấy tiền thì lấy tiền, lấy tiền ra lấy tàu cổ tàu tiền là tàu thấp hơn. Thằng muốn thấp hơn bây giờ. Rồi giờ chị đưa con bơ bò ba bơ nghĩ này lên xe nha. Con này vừa sẽ nuôi thịt. Khách này thì ở dưới sông Sông Bắc nha. Quý bà con xã sông Sông Bắc ấy. Thì giờ để lên xe để chở vừa giao cho họ. Đấy, bò cũng đẹp chứ, bò đây là đỏ bông bông, đuôi cũng bông, có tiếng tàu thì nó hơi ồn nha.
Chạy bò này nó ở dưới chân cầu sắt thì nó ồn. Đây là khách họ mua đấy, chủ của con bò họ mua được đấy.